giảng sư Ban Hoằng Pháp thành phố Hồ Chí Minh, giáo phó sư chùa Nam Tông thành phố Hồ Chí Minh, chúng con xin cung kính giới thiệu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý thầy, chúng con được nghe những lời của Phật dạy, đệ tử Phật ngày đêm tỉnh thức niệm pháp màu năm đức vẹn toàn, công phu làm chủ thân tâm, oai nghi chính niệm chuyên cần thường xuyên. Và ngày hôm nay đây, chúng con đã có đủ duyên lành được đón quý thầy từ thành phố Hồ Chí Minh, không quản ngại đường xá xa xôi và sự bận rộn, đã hoan hỉ nhận lời thỉnh cầu của ban tổ chức chúng con về đạo tràng chùa Tây Sơn này để chia sẻ cho chúng con thời phát thoại, cho chúng con nương vào đó thực tập mỗi ngày. Và giờ đây, toàn thể đạo tràng chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, chúng con thành tâm cung kính đại đức giảng sư bắt đầu buổi phát thoại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thank you.
số cái địa danh mà chúng ta nghe nhiều rồi đó, thì nó dần trở thành một cái tên riêng mà mình quên mất đi cái ý nghĩa vốn có của các bậc tiền nhân. Khi mà Khai Quang Thần Thức đã đặt hết cái tâm huyết và đặt hết cái ý nghĩa của vùng đất lên trên cái tên gọi thì Hải Phòng được xem là một nơi bảo vệ tổ quốc. Và cái đặc điểm của Hải Phòng là mình có một cái cảng nổi tiếng trên cả nước. Và như vậy mục đích của Hải Phòng là để bảo vệ yên thương. Và mỗi một người dân Hải Phòng chúng ta đều là một người chiến sĩ. Và ở đây sư hỏi quý vị một câu hỏi nữa, là những bạn trẻ thì có bạn nào đã từng có những cái buổi học quân sự chưa? Thì nào có rồi giơ tay, từng học rồi giơ tay. Sư nghĩ là lên cấp 3 là phải học rồi. Thì đó, theo quý vị, một cái người chiến sĩ, một người lính khi mà đi ra mặt trận thì sẽ có những cái tốt nhất nào, sẽ có một cái đặc điểm nào mà được xem là một người lính giỏi ở trên chiến trường? Có bạn nào giơ tay? Mình đi học quân sự rồi, một người mà lính được xem là một người lính giỏi trên chiến trường thì cần có một tố chất gì? Phán đoán và chính xác cái gì? Thứ nhất, định nhiều ít,
Thứ hai, địch mạnh thì yếu. Thứ ba, còn mình yếu thì mạnh. Và chính những cái phán đoán đó, người ta nói là biết người biết ta thì trăm trận trăm thắng. Và chính những cái biết đó mà mình sẽ đi đến cái quyết định là mình đánh hay là thủ hay là rút lui để bảo toàn lực lượng. Thì cũng như vậy, một người lính để trong Phật pháp cần có một cái đặc điểm, đó là chúng ta phải biết những thứ. Có một số bạn đang phát cái giấy ghi chép, sư nói là quý vị nên tập thói quen học đạo để được ghi chép. Bởi vì nếu như quý vị không ghi chép á, thì nói nghe là đã rồi cái mình sẽ quên. Thì có một đặc điểm mà chúng ta phải, người chiến sĩ ở trong chánh pháp chúng ta phải biết, đó là chúng ta phải biết rõ giới là cái gì, giữ giới là cái gì, lúc nào là mình nên can đảm mình tiến lên để mình bảo vệ cái giới hạn của mình, lúc nào mình biết địch nó mạnh hay nó yếu, nó đông hay nó ít. Còn mình phải biết rõ là mình yếu ở chỗ nào, còn mình mạnh ở chỗ nào. Từ đó chúng ta mới quyết định là chúng ta sẽ tiến lên, chúng ta giữ vững. Mình nhắm giữ giới thì mình mạnh dạn, mình giữ giới. Còn nếu như mình nhắm thịt nó mạnh quá, mình yếu hơn, thì mình phải lui về để mình giữ giới. Xin thưa quý vị, cũng trong cảnh gì trong tư tưởng bộ kinh Đức Phật dạy mỗi một người phải biết được mình mạnh ở chỗ nào và mình yếu ở chỗ nào. Mạnh ở đây là sao? Quý vị xét coi, trong năm giới không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Chúng ta giữ cái giới nào dễ là chúng ta biết điểm mạnh mà. Và cũng trong năm giới đó, chúng ta biết cái giới nào khó hiểu, chúng ta biết điểm yếu của mình. Nhờ biết điểm mạnh và điểm yếu, chúng ta mới dễ giữ giới. Cái sự ví dụ, mình biết cái tánh mình hay tham, mình nhìn đồ mà nó nhiều giá trị nhiều, mình nhìn mình hiểu nó, thì đó là điểm yếu của mình. Như vậy thì mình phải tránh xa những cái chỗ nào mà nó hớ hơn để cho mình có cơ hội mình hoạt động nghề nghiệp. Thấy chưa? Là mình phải biết rõ điểm yếu của mình để mình tránh, chứ không thể nào mình nói là không giữ giới là phải mạnh. Có nghĩa là trước cái tình huống mà người ta kích thích mình mà mình không phạm giới thì nó mới giỏi. Nhưng mà xin thưa, mình không biết cái điểm yếu của mình. Mình biết là cứ thở, mình thấy người ta thở đại sản ra là mình cái tay chân mình nó ngứa rồi. Và không, chừng nào tôi thấy tôi không lấy mới giỏi, còn tôi thấy tôi lấy là bình thường thì chịu thua. Thấy chưa? Mình phải biết cái điểm yếu của mình. Hoặc ví dụ mình những ví dụ như cánh đàn ông, mình nhắm vào cái giới thứ ba là mình hơi khó hiểu, thì mình biết cái điểm yếu của mình. Mà mình biết cái điểm yếu như vậy á, mà mình vẫn thích ngắm người đẹp, mình vẫn thích xem những cái nội dung không cần phải, mà mình nói không, miễn sao mình không phạm giới thôi, mà tôi coi cái đó đâu có sao. Đúng không? Nhưng mà mình đã là cái điểm yếu của mình, mình không giữ được cái giới đó, mà mình cứ lúc nào cũng gần gũi lắm, thì rồi sẽ có một ngày chúng ta phạm giới. Cho nên học đạo là phải biết điểm mạnh của mình là cái gì, để chi? Để chúng ta phát huy. Biết điểm yếu của mình là cái gì, để chi? Để mà mình phòng hộ
Cho nên biết địch biết ta trên chiến trường là trong trận trăm thắng. Mình đây là biết địch biết ta trong mình thì mình mới là người trong trận trăm thắng. Đức Phật dạy dù cho chiến thắng trăm ngàn muốn địch ở trên chiến trường cũng không bằng chiến thắng chính bản thân mình. Chiến thắng chính mình là chiến thắng cao nhất. Mình làm sao đó mà mình biết cái tính mình hay tham mà mình giữ để không cho mình phạm với chỗ khác, đó là mình giỏi. Mình biết cái tính mình hay nóng giận mà mình có thể không nắm giữ người ta, đó là mình giỏi. Mình biết cái tính mình nóng sắc mà mình không phạm với tài đâu, đó là mình giỏi. Tại vì mình biết cái điểm mạnh của mình ở chỗ nào và biết điểm yếu của mình ở đâu. Và sẵn nói về tâm giới hồi nãy, chúng ta phải biết rõ quân địch, cái tình hình quân địch nó như thế nào để chúng ta có cái phương pháp phòng hộ, có phương pháp tấn công phù hợp. Cũng vậy trong năm giới, quý vị rành rẽ phải hiểu rõ năm giới nó là cái gì thì quý vị mới có được cái quyết tâm chúng ta giữ hết. Chứ còn nhiều người nói ở ngoài đời chúng ta có thể hoạt động, tôi muốn sống sao mà sống, tôi muốn làm sao tôi làm. Bây giờ tôi đi vô trong đạo Phật, Phật cấm tôi làm cái này, cấm tôi làm cái kia, vậy thôi tôi ở ngoài tôi không theo Phật sướng hơn chứ, mắc mớ thêm phận chi cho mình tự cho mình. Đó là nghĩ sai gì đấy. Đức Phật không có bắt mình phải làm cái gì hết. Đức Phật chỉ đề nghị nếu như anh muốn sống một cuộc sống hạnh phúc thì anh phải giữ được năm điều cơ bản để đảm bảo hạnh phúc cho chính anh. Đầu tiên là chúng ta phải tôn trọng sức khỏe và tính mạng của mình và người khác. Đó là ý nghĩa của cái giới không sát sanh. Chúng ta phải tôn trọng. Mỗi khi thấy một người mà tôn trọng sức khỏe và tính mạng của mình và người khác thì người đó là người tốt hay người xấu? Đó là người tốt. Nhờ như vậy chúng ta thấy Phật ta không có ủ. Tại vì rõ ràng Phật dạy mình là một người đạo đức. Và trong cái giới không sát sanh đó có những cái, có năm cái điều này mà nếu như chỉ khi nào quý vị phạm đủ năm điều này, có đủ năm điều này thì quý vị mới được xem là người phạm với sát sanh. Thứ nhất, năm điều kiện để xem là một người phạm với sát sanh. Thứ nhất, đó là một chúng sanh có sự sống. Đó là một chúng sanh có sự sống. Với sự ví dụ cái bông ở dưới này nó phải chúng sanh có sự sống, nó có sự sống nhưng nó không phải chúng sanh, nó là cảm nhận thôi, nó không phải chúng sanh. Cái thứ hai là mình phải biết nó là một chúng sanh có sự sống. Với sự ví dụ chúng ta đi trên đường mà mình lỡ trên mình đạp trước con này con kia, mình đâu có biết đâu. Không lẽ giờ mình nói là mình không, mình cứ vậy mình là mình phạm giới sát sanh, không phải. Chúng ta không biết. Cho nên thứ hai là phải biết đó là chúng sanh có sự sống. Chứ còn mình không biết thì mình đâu có phạm. Thứ ba là mình có ý muốn giết. Chứ còn ví dụ như mình lấy chổi mình quét sân mà mình quét mấy con kiến, mình chỉ muốn đuổi nó ra khỏi cái nhà mình thôi, nhưng mà tay mình hơi lỡ mạnh nó chết thì mình cũng không phạm với sát sanh. Tại vì cái mình không có ý muốn giết nó. Quý vị phải hiểu cái chuyện nó chết là do mình lỡ tay, mình không có ý muốn giết. Nhưng mà quý vị nhớ như vậy,
Sư chỉ nói quý vị không phạm giới sát sanh, chứ sư không nói quý vị không tạo nghiệp. Nhớ nha, học về giới thì hiểu mình không phạm giới không có nghĩa là mình không tạo nghiệp. Cái chuyện mà quý vị giết nó mình phải chịu trách nhiệm, quý vị mình giết nó, cái chuyện mình làm cho nó chết là mình phải chịu trách nhiệm cho cái chuyện mình làm cho nó chết. Chẳng qua về mặt ngữ nghĩa xét cho nó chính xác là mình không phạm giới sát sanh, chứ sư không hề nói gì không tạo nghiệp ha. Thứ tư là mình cố ý giết. Thứ ví dụ như bây giờ mình ghét cái con chó cứ làm mày trước cửa nhà mình ghét nó quá, mình cứ chùi mình rủa cho nó chết mà mình không làm gì hết. Mình ghét ơi là ghét, mình mong cho nó chết, mình muốn giết nó nhưng mà mình không giết. Thì khi mà mình không cố ý mình giết, mình không ra sức mình giết thì cái gì cũng không phạm giới. Và sư lặp lại một lần nữa, không phạm giới không có nghĩa gì không tạo nghiệp. Nhưng mà cái gì là cái đó, không phạm giới là không phạm giới, mà tạo nghiệp là tạo nghiệp, nó khác nhau, nó phân biệt rõ. Và cuối cùng là chúng sanh chết do cái sự cố ý đó. Thấy chưa? Chứ còn những lúc mình quánh người ta bầm nhặt mà người ta không chết thì những người không phạm giới sát sanh. Cho nên chúng ta hiểu rõ như vậy thì trong các cái sinh hoạt thường nhật mình biết mình có phạm giới hay không phạm giới, mình biết mình phạm nặng hay phạm nhẹ, mình biết cái chuyện này mình sửa được hay không sửa được. Ví dụ như mình ghét cái con chó quá, ví dụ thôi, mình ghét con chó quá, mình quánh nó được chứ, mình có ý muốn giết nó, nhưng mà tới cái cứ cuối cùng mình nghĩ chết rồi, nếu mình quánh nó tiếp là mình phạm cái sát sanh, mình nên không quánh được. Thì quý vị không phạm cái sát sanh, tại vì nó chưa có chết, nó chưa có chết. Nhưng mà sư lập lại lần thứ ba là cái gì? Không phạm giới không có nghĩa là không tạo nghiệp. Nghiệp mình vẫn phải có cái chuyện mà mình quánh nó, mà mình vẫn có chuyện nghiệp đó. Nhưng mà không phạm giới là không phạm giới. Rồi cái giới không trợ cắt cũng như vậy. Nó có những điều kiện sao mà khi chúng ta phạm vào những cái điều kiện đó, chúng ta mới được xem là một người phạm giới trợ cắt. Thứ nhất, nó là vật của người khác, vật có chủ. Chứ còn xin ví dụ như cái điện thoại của mình đi sao đó cái mình quên, nhưng mà mình ngó, tự nhiên mình ngó thấy một cái điện thoại, mình nảy lòng tham, mình lấy điện thoại, cái hòm mở lại mình có của. Thì như vậy mình tự trộm cắp tài sản của mình chứ không phải tài sản của người khác, như vậy mình không phạm giới trộm cắp. Rồi sẽ gặp lại lần thứ tư, nói nhưng mà gì nhớ thì thôi, không phạm giới không có nghĩa là không chịu nghiệp. Và điều kiện thứ hai đó là chúng ta có ý muốn trộm cắp. Chứ còn có những khi đồ người ta làm rơi trên đường, ví dụ như mình chạy trên đường biết là tiền 20 ngàn rơi trên đường, thì thường theo cái suy nghĩ bình thường 20 ngàn mà người ta làm rớt thì người ta thường phải bỏ luôn, đang chạy xe 20 ngàn trả bao nhiêu lại lượng đâu, nhưng mà 50 ngàn khá à, 20 có người ta bỏ luôn. Thì lúc mình nghĩ đó, 20 này thì mình người ta bỏ rồi thì mình tưởng mình không hề có ý muốn trộm cắp, nhớ ha, không hề có ý muốn trộm cắp. Người ta bỏ rồi, nghĩ người ta bỏ rồi thì mình lượng. Nhưng mà khi người ta tới em bé nó có 7-8 tuổi đó, nếu em nói chị thấy là 20 mà em rớt ra đây không, thì nó mình biết là mình trả lại,
Thì như vậy chúng ta không phạm giới trộm cắp bởi vì chúng ta không có ý muốn lấy. Rõ ràng như vậy. Và thứ ba, điều kiện thứ ba là chúng ta cố ý. Chứ còn lúc mình tham, mình thấy người ta hớ hơn tài sản, mình tham mình muốn lấy, nhưng mà mình chỉ muốn trong bụng thôi, mình không lấy, thì như vậy thì chúng ta cũng không phạm tội. Và điều kiện thứ tư là chúng ta đã lấy được. Cái đã lấy được này nó quan trọng này, tại vì cái điều kiện đã lấy được á là cho dù quý vị chỉ cần quý vị đem nó lệch ra khỏi vị trí, dầu chỉ là một thể tóc thì vẫn được xem là đã phạm tội rồi. Chứ đừng có nghĩ là bây giờ tôi cầm cái điện thoại người ta lên tôi lấy, nhưng mà tôi thấy người ta phát hiện tôi giảm xuống, thì như vậy tôi không phạm tội trộm cắp. Sai. Chúng ta phạm tội trộm cắp rồi, nghe được đi, chúng ta nhấc nó lên chúng ta phạm tội trộm cắp rồi, nhưng mà cái tội nó nặng hay nhẹ là còn tùy thuộc theo cái tác hại nó gây ra, nhỏ hay lớn. Ví dụ như chúng ta lấy cái tài sản nhưng mà lấy xong chúng ta trả, thì như vậy cái tác hại nó gây ra giỏi lắm là làm cho người ta thuộc mình, hoặc nếu mà bạn bè thân thì nó làm cho mình mất mát niềm tin, nhưng mà nó không gây ra thiệt hại về tài sản của người khác. Thì như vậy cái tội mình nó vẫn nhẹ hơn là mình lấy rồi làm cho người ta buồn phiền, người ta đau khổ. Đừng nghĩ là mình lấy 50 triệu của người nó sẽ giống với 50 triệu của người kia. Đối với nhiều người 50 triệu chỉ làm cho họ mất ăn mất ngủ vài ba bữa, nhưng có nhiều người 50 triệu có thể làm cho họ nhảy lầu. Ví dụ như chiều nay má mình đi mổ 50 triệu mình gom góp, mình mới có thể đem cho má mình để mà đóng tiền cái viện phí cho má mình đi mổ. Mà trên cái đường đi thì không biết ai mình ngủ quên, rồi người ta lấy đi cái gói 50 triệu đó, thì có phải người ta lấy như vậy người ta gián tiếp để giết chết má mình không? Rồi mình là người nghèo, mình không thể nào mình trả nợ đó, rồi nó sẽ làm cho mình suy sụp, rồi nó dám đến giết luôn chính mình. Thì như vậy cái tác hại gây ra sẽ lớn hơn rất là nhiều so với một cái người bình thường, họ giàu thì chịu lấy, họ không làm gì hết, chẳng qua họ mất ăn mất ngủ đấy, thấy chưa? Cho nên biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Mình cũng vậy, biết cái nào phạm giới, cái nào không phạm giới, tội là nặng tội là nhẹ, nhờ như vậy chúng ta sống là người có ích. Thôi bây giờ lỡ nói mình nói luôn, rồi tôi sợ nói xong thì nó không có đủ thời gian. Cái giới thứ ba là cái giới không có tài đâu. Cái giới này được nghĩ như sao? Thứ nhất, đó là người nữ được bảo vệ. Thế nào là người nữ được bảo vệ? Là chúng ta được gia đình bảo vệ. Chúng ta có mẹ, chúng ta có cha. Mẹ cha mình không muốn mình ăn ngủ với những thằng khác miễn phí, không cưới hỏi gì hết, tự nhiên ăn ngủ với thằng khác, ba mẹ mình không muốn. Thì nếu như chuyện đó là mình chúng ta cảm thấy, thứ hai là được xã hội bảo vệ, có nghĩa là ở cái làng đó, ở cái xã đó, người ta quy định con gái lớn lên phải có chồng chứ không có được ăn cơm trước kẻ. Thì như vậy là chúng ta được xã hội bảo vệ. Thứ ba là mình được nhà nước bảo vệ. Ví dụ như con gái chưa đủ 16 tuổi là không được qua đêm với bất cứ ai. Thì như vậy nếu như mà chúng ta phạm vào cái đó thì chúng ta, điều kiện thứ hai đó là chúng ta phải có ý muốn. Chứ còn ví dụ những trường hợp tai nạn thì mình đâu có muốn vậy đâu, nhưng mà nó là tai nạn mình không hề muốn,
thì như vậy chúng ta cũng không phản đối thầy. Đi rồi. Rồi thứ ba là chúng ta cố ý mình cố ý ra sức để mà mình thực hiện được cái việc ô hứa thì chúng ta mới được xem chúng ta phản đối. Và thứ tư là chúng ta đã hành danh rồi, chúng ta đã xong việc rồi đó, xong rồi thì coi như là chắc chắn là phạm giới rồi. Mà cái lĩnh vực định nghĩa xong việc là như thế này: khi mà nam căn đưa vào nữ căn, hai cái căn đó chạm vào nhau dù chỉ bằng một hạt mè là được xem là đã hành danh, chứ không cần phải đi xa hơn. Và cái giới này đó, quý đàn ông nên nhớ như vậy, cái nghiệp nó ngoài cái chuyện ta đi tục thì không nói nữa, nhưng mà nếu như mà sanh ra chúng ta đời này người nam, sanh ra đời sau nếu như mình làm đời thú hay làm đời người, chúng ta sẽ sanh làm một cái thể loại chúng ta có giới tính không thích cái giới tính cha mẹ cho. Có nghĩa là mình là đàn ông mà mình không thích phụ nữ, hoặc mình phụ nữ mình không thích đàn ông, hoặc mình là người bị thiếu, biết thay nhau, hoặc là mình sanh là cũng là xuất sanh, thì có một số loài thì nó cũng đem ra là nó cực đó. Cho nên đàn ông thì phải kỹ cái này, tại vì nếu mà mình không kỹ là mình bị. Phụ nữ cũng có, mà cái điều phụ nữ thì không có chuyện là người nam chuyển sang nữ, mà nam mà phạm giới này chuyển sang nữ. Nếu phía trước mình là người nam, phía này là người nam, mình phạm cái giới này, phía sau mình sẽ chuyển sang người nữ. Cho nên không mắc mớ gì mình đang đàn ông mà mạnh khỏe tự nhiên mình đẻ ra đời sau cái thằng ngủ yếu mình cứ tìm. Tự nhiên giờ đời này hai thằng đang chơi thân, rồi mình phạm giới tài dâm, mình mai mốt đời sau mình sanh ra mình lại thích thằng bạn của mình, nó tiền lắm đó. Cho nên cái giới mình phải giữ, mình muốn hạnh phúc cho mình, hạnh phúc cho gia đình của mình thì mình phải giữ, mình biết được thế nào là phạm giới, thế nào là không phạm giới, tội làm nặng tội làm nhẹ mình phải biết được biết ta cái chuẩn đó. Và thứ tư là chúng ta tôn trọng sự thật. Chứ còn nếu không nói dối không thôi thì nhiều người họ chỉ nghĩ đơn giản. Cái ý nghĩa của cái giới không nói dối là chúng ta tôn trọng sự thật. Khi mà nghĩ tôn trọng sự thật rồi ấy, thì tự nhiên chúng ta có nhu cầu không có lừa gạt ai, không nói dối. Những cái điều kiện nào khiến cho chúng ta phạm cái giới này? Mà xin tiếc là xin nói hồi cũng gì không nghe thì sẽ không hiểu là cái hồi học đạo không về thì có còn nhớ hay không, hay là nghe ông xin nói hay quá mà hỏi là sao hỏi xin nói cái gì còn không nhớ, tội nghiệp xin. Cái giới không nói dối là sao? Thứ nhất, cái chuyện là chuyện không có thiệt, chứ còn mình nói cái chuyện thiệt nó đâu có tâu thành chuyện nói dối, cái chuyện không có thiệt. Cái thứ hai là mình ý thức được cái chuyện nó không có thiệt. Chứ ví dụ như mình tin là con heo nó kèo đây, mình tin vậy, ông nói vậy, bà nói vậy, ba nói vậy, má nói vậy, xã hội nói vậy, sách vở nguyên vậy kia, con heo nó kèo đây thì mình cũng tin con heo nó kèo đây, rồi mình nói mình kể lại con của mình cũng nói là con heo nó kèo đây, mặc dù cái chuyện không có thiệt. Nhưng mà mình tin như vậy thì mình không có phạm giới nói dối. Nhưng mà khi mình ý thức được con heo nó không biết kèo cây, mà mình cứ một hai thì nói con heo nó biết kèo cây, thì khi đó là mình nói dối. Hiểu không? Thứ ba là mình có ý muốn lừa dối người ta. Ví dụ lúc mình nói một cái buộc miệng ấy, ví dụ như mình ăn rồi người ta hỏi ăn chưa, buộc miệng nữa vậy chứ, nếu mà mình thực nhớ ăn rồi thì khi mình buộc miệng như vậy mình không hề có ý muốn lừa dối.
Ví dụ như mình xấu bắt này, ta khen mình đẹp, mình tủm tỉm, tại mình biết là mình Photoshop hơi giỏi, đăng lên mạng cái hình nó ảo nó hấp lắm luôn. Người ta khen mình đẹp, người ta khen mình dễ thương, mình im lặng, mình tủm tỉm, mình cười, mình biết rõ mà sau gương mình lớn chết luôn. Đó, thì nó cũng là nói dối, thấy chưa? Và cái cuối cùng là người ta phải tin vào cái lời dối, vào cái lời nói dối đó, tin bằng hành động hay là nói. Khi mình nói dối bằng lời nói người ta tin đó, thì nó mới tạo được nói dối. Chứ còn thế giới một cái bài hát là lần đầu tiên em nói dối, mặc dù biết không ai tin mà cứ nói, thì cái chuyện đó mình nói, mình nói người ta không tin, thì khi đó mình vẫn không phạm nhân đâu. Nhưng mà xin lặp lại lần thứ năm, không phạm giới không có nghĩa là không tạo nghiệp nhé chị đó. Và cái điều cuối cùng là không uống rượu và các chất say. Rượu và các chất say ở đây là bao gồm những cái chất mà làm cho chúng ta mất đi cái tỉnh táo. Mục đích của cái giới này là gì? Đó là chúng ta tôn trọng cái trí tuệ của bản thân. Ai cũng thông minh, không ai muốn mình ngu dốt. Ai cũng muốn tỉnh táo, không ai muốn mình mê man. Nhưng mà muốn được như vậy thì chúng ta phải tôn trọng cái sự tỉnh táo và tôn trọng trí tuệ của mình. Vì vậy chúng ta không sử dụng những cái kích thích. Mà cái giới này nó cũng có những ý nghĩa như sau. Thứ nhất, nó phải cái say, tiếp gây say, tiếp kích thích. Thứ hai là mình phải biết, mình phải biết. Chứ sao ví dụ như quý vị mà bị gãy xương cùi như thế này, thì khi một vị điều trị, bác sĩ sẽ tiêm cho quý vị một cái liều ma túy nguyên chất nhằm mục đích giảm đau. Một vị liều mình biết, mình đâu có biết đâu, cứ có mình lên men, mình đau đó mình biết cái gì. Thì khi bác sĩ chích như vậy mình không thể nào mình nói là tôi phản đối nữa. Rồi cái nữa là chúng ta phải cố gắng bản thân nên chúng ta sử dụng nhé. Rồi cuối cùng là cái chết nó đã đi vào cơ thể. Chứ còn nói gì tôi không uống tôi chết được không, thì là cái gì cũng phạm cái giới uống rượu và cái chết say. Tại mình cứ nói là không uống thì nó phạm, còn cái chết tôi không phạm là sai, miễn làm sao nó đi vào cơ thể mình là. Tại sao mà đạo Phật kêu gọi chúng ta giữ gìn năm giới đó? Bởi vì đó là biện pháp phúc đức. Một người mà biết tôn trọng sức khỏe tánh mạng của người khác, biết tôn trọng tài sản của mình và người khác, biết tôn trọng hạnh phúc gia đình của mình và người khác, biết tôn trọng sự thật và biết tôn trọng cái sự linh mẫn của bản thân, thì người đó là người sáng. Còn nếu như mà chúng ta sống chung với những người mà họ không biết tôn trọng tính mạng sức khỏe của mình, họ không tôn trọng tài sản của mình, họ không tôn trọng hạnh phúc gia đình của mình, họ không tôn trọng cái sự linh mẫn của bản thân, thì mình sống gần những người đó mình luôn luôn bất an. Do đó cái việc đầu tiên chúng ta phải làm biết mình giữ năm giới, mình giữ chỗ nào năm giới nào giỏi, năm giới nào dở, biết mình tránh. Ví dụ như biết là mình giữ cái giới thứ năm mình giữ khó, thì mình tránh liên lạc, tránh la cà với những người bạn tích rủ mình đi nhậu, tránh khó ra với người nào. Rồi khi mà người ta mời mình dám từ chối, mình phải dám từ chối. Nó mời mình một lần hai lần, nó ép mình một lần hai lần, mình chẳng thàm nếu vậy mình đi về mình không muốn. Nếu mình nhắm mà mình dám những giới như vậy rồi sao không mời nữa, đâu ai bảo nó ngồi với cái đứa không thèm uống rượu. Thì như vậy chúng ta là một người biết mình biết ta,
và chúng ta là một người giỏi chính xác, có nghĩa là sao? Chúng ta biết thế nào là phạm giới, thế nào là không phạm giới. Đức Phật hoàn toàn muốn chúng ta được hạnh phúc, chứ Đức Phật không có ép mà mình phải giữ giới cho được thân của quý vị. Tại sao vậy? Quý vị giữ được cái giới tôn trọng sức khỏe, tánh mạng của mình và người khác, đời này chúng ta an lạc, đời sau sanh ra chúng ta là người có sức khỏe. Tại mình tôn trọng sức khỏe mà, thì mình là người có sức khỏe và mình là người có tuổi thọ. Thử mà quý vị đi vô cái tháp cốt của mấy chùa hoặc đi những nghĩa trang gì đó, tuổi nào cũng có đó. Đừng nghĩ người già mới chết, người trẻ chết cũng nhiều hơn. Tại sao vậy? Bởi vì khi chúng ta không giữ được cái giới này, chúng ta sinh ra là người nhiều bệnh tật và chúng ta sinh ra là người dễ chết non. Ví dụ như trong bụng mẹ mới 2-3 tháng là chết, sinh ra vài 3 tuổi là chết, hoặc lớn lên một chút xíu có công ăn sự nghiệp chưa kịp hưởng thụ cuộc đời thế là chết. Sống một cuộc đời không được hưởng thọ, chỉ được hưởng dương, đó là chúng ta không giữ cái giới. Đức Phật muốn chúng ta được sức khỏe, muốn chúng ta được sống lâu, cho nên Đức Phật đề nghị chúng ta hãy tôn trọng sức khỏe và tánh mạng của mình và người khác. Nhờ như vậy ăn sẽ được sức khỏe và tánh mạng. Rồi cái nữa, ăn muốn giàu có hết, muốn giàu có thì lập ơn tôn trọng tài sản của mình và người khác, đừng có tự ý mà lấy cắp tài sản của người ta. Thấy chưa? Thì khi mình làm như vậy, đời này được an lạc, đời sau sanh ra tiền bạc mình không có bị mất mát một cách vô ý, không bị người này người kia đoạt, không bị tai nạn bị mất mát tài sản. Mà người ta nói là nước mà nó nhỏ lâu cũng có ngày tràn đi. Cũng vậy, tài sản mình mặc dù mình kiếm ít tiền nhưng mà mình không có bị thất thoát, mình không có bị mất mát vô lý, thì sớm thì mình cũng có nhiều tài sản. Và nhờ cái gì giữ giới không trộm cắp, đời sau sinh ra chúng ta là những người giàu sang. Còn khi chúng ta giữ không giữ cái giới này, kích thích người ta thở ra là mình chơi. Tuy cái gì đời sau sinh ra mình không giữ được tài sản, mình không biết cái gì có là cái gì. Người ta có tiền không, những cái trạng thái người ta có tiền nó ra là sao, người ta khổ này người ta không biết xài tiền đâu, có tưởng hiểu. Quý vị biết có những người họ đạt cái cấp bậc mà họ tiền họ để cho ngân hàng, họ không biết xài cho chuyện gì, họ buồn gì vậy đó, tiền để mất giá nữa, họ không biết xài cho chuyện gì. Mà mình không đạt tới được cái đẳng cấp đó, rồi mình sẽ là một người nghèo khó, không có tài sản. Mà tài sản mình có được nó dễ mất. Do cái gì này ha, chúng ta bố thí thì được giàu, đi đâu cũng nghe nói bố thí được giàu, chính xác không sai. Nhưng mà quý vị nên nhớ, bố thí được giàu, bố thí không giữ giới á, đời sau sinh ra giàu có, kinh doanh thuận lợi, nhưng mà sẽ đến một giai đoạn nào đó do biến động kinh tế, biến động xã hội, biến động thời tiết, chúng ta sẽ suy sụp tài sản. Nhiều người nghĩ giàu rất giàu, lên mà coi như là giàu tột đỉnh, nhưng mà tự nhiên là do một cái biến động nào đó họ bị phá sản. Mà chẳng thà nước nghèo, nghèo sẵn á, nó nghèo nó còn chịu được, chứ mình đang giàu mình chuyển qua mình nghèo á, nhiều người chịu nổi. Nhiều người phá sản họ nhảy lầu luôn, tại vì họ chịu không nổi cái chuyện mất mát tài sản của họ. Đó là do chúng ta không giữ giới. Cho nên Phật muốn mình hạnh phúc, muốn hạnh phúc thì phải biết mình biết ta trong trận trong thắng. Tại sao chúng ta phải tôn trọng sự thật? Bởi vì chúng ta không muốn ai lừa mình hết, không muốn ai lừa. Mà cái chuyện nó mới lạ, khi mà quý vị không tôn trọng sự thật, cơ thể chúng ta tiết ra mùi cái mùi hôi, mình càng nói dối nhiều, cái người mình nó càng hôi nhiều, cái nghiệp do cái lời nói mình nói ra đó, là những cái lời nói bất thiện, những cái lời nói không đúng sự thật, cho nên cơ thể mình sẽ tiết ra những cái mùi hôi.
đời sau sinh ra cơ thể mình cũng sẽ có thêm nữa. Tự nhiên ai cũng có năm ngón, tự nhiên thừa có thiếu nó, còn ta có hai ba tay chân thì mình thừa mình thiếu một cái, hoặc là mình mập quá hoặc thì mình ớn quá, cái chỗ nó từ to nó không to, chỗ không từ to nó cứ to, nó là do cái chuyện mà mình thêm lớn. Cái chuyện có mình nói không, chuyện không nó có, mình có thêm lớn thì cơ thể mình nó cũng sẽ thêm lớn y chang như vậy. Thứ tư là mình giữ giới phong tài, cũng gì nhớ vậy, phụ nữ ai cũng muốn đẹp, ai cũng muốn đẹp, đàn ông bây giờ người ta cũng muốn đẹp, nói chung là con người nó ai muốn xấu. Mà nếu như chúng ta không giữ giới này, chúng ta sẽ làm những người không có sắc đẹp, không có nhan sắc. Chúng ta sanh ra là một người mà bây giờ người ta gọi là một cái người forever đó. Nói gì? Tại vì chúng ta không tôn trọng hạnh phúc gia đình của người khác. Cho nên đời sau sinh ra chúng ta, cái chuyện chúng ta kiếm được một nửa của mình nó rất là khó khăn, nó khó vô cùng. Và chúng ta sẽ trở thành một người vô duyên, không có duyên. Ông hiểu rằng người ta tiếp xúc với mình là người ta không thích nói chuyện. Và nếu như mà nhờ cái gì mai mà đó lấy được cái đứa đầu mẹ chán gì đó, thích môi hở miệng gì đó, lấy đại nó làm chồng làm vợ của mình. Nếu mà mình có một gia đình thì cái người vợ người chồng nó cũng sẽ là một người rất dễ ngoại tình. Một ngày nào đó mình thấy trên đầu mình có cặp sinh là chuyện bình thường. Nếu không có thì do mình thiếu canxi. Cho nên Phật muốn mình hạnh phúc, muốn hạnh phúc thì mình phải là một người chiến sĩ, trinh sát giỏi, biết được biết ra, biết cái nào phạm giới, cái nào không phạm giới. Thấy chưa? Và cuối cùng, ai cũng muốn thông minh, mà mình cứ thích vui theo cái kiểu không cần trí tuệ, đúng không? Cũng được, cũng vui chứ, vui không cần trí tuệ. Đời sau ra cũng được y chang như vậy. Chiều chiều nắng nhẹ lên cao, tôi cười không hiểu vì sao tôi cười. Tại chúng ta vui mà vui mà không cần trí tuệ, đời sau chúng ta cũng y chang như vậy. Và nếu như nhẹ hơn cái nữa, chúng ta sẽ là người học trước bên sau, học sau bên trước. Nó học 1 biết 10, năm lên đó, mình cứ năm 1, năm 1. Năm lớp 1 cũng được, năm sau cũng tiếp tục lớp 1. Đó. Thành ra Đức Phật rất thương mình, và Ngài đề nghị mỗi người chúng ta hãy là một người chiến sĩ giỏi chính xác, là một người chiến sĩ thông minh, biết định biết ta. Để chi? Để chúng ta biết được là chúng ta phạm giới hay không phạm giới, và cái chuyện đó nặng hay nhẹ làm sao chúng ta tránh. Và cái thứ hai là chúng ta phải là người chiến sĩ có cặp mắt, có cặp mắt tốt và có sức khỏe tốt. Để chi? Ngắm được kẻ địch ở xa. Chứ còn mình ra chiến trường mà mình cận thị, mình địch nó xa mình không thấy, gì nào địch đứng trước mắt mình nói là bây giờ mình đứng trước mắt tao không thấy được, tao bắn, chứ còn thì ở xa nó bắn được là vua. Cho nên mình là người phải có tầm nhìn, và người phải có sức khỏe. Chứ còn mà giơ cây súng lên, mình vừa giơ cây súng lên bắn được khác hay khác mình đã học học thì hỏi là sao mà mình ra chiến trường. Cũng như vậy, một người chiến sĩ trong Phật pháp thì phải là người có cặp mắt tinh tế, và phải là người dũng cảm, dám thấy được sự thật. Chứ chiến sĩ ở chiến trường mà mình sợ mình thấy kẻ địch, thấy địch là mình sợ, thành ra mình thôi nhắm mắt lại, chắc mình không thấy nó chắc nó không thấy mình là thua. Cho nên một người chiến sĩ trong Phật pháp, chúng ta phải là một người sáng và thấy được sự thật.
dũng cảm có thể thấy được sự thật. Thấy được sự thật đây là thấy cái gì? Thứ nhất, thấy được bản chất của mỗi chúng ta do duyên mà có, được cấu thành bởi vô số những cái vật chất. Quý vị học sinh học thì biết rồi, cơ thể mình không to ra vô số lần, nó chỉ là tập hợp của những tế bào, không có gì hết, nó chẳng qua một cái tập hợp thôi. Mà khi mà phân tích ra, cái bóng tay không phải là mình. Nếu mà nói là tôi, cái bóng tay phải không? Bóng tay là tôi, ngón tay không phải tôi, cánh tay không phải tôi, rồi cái thân cũng không phải tôi, cái đầu không phải tôi, những cái gì là của tôi. Rõ ràng tất cả chúng ta là một khối tổng hợp của thân và tâm, của danh và sắc, của sắc thọ tưởng hành thức. Dám thấy, phải thấy rõ vậy đó. Chứ còn mình ngắm mà mình cứ thấy mình ta đẹp quá là mình không thấy được gì. Cái nữa là chúng ta phải thấy được, và vật ở thế gian này tất cả mọi thứ đều có hạn sử dụng. Chúng ta cầm một cái bịch kẹo lên, chúng ta ở làm sao chúng ta thấy nó có ghi hạn sử dụng? Chúng ta nghĩ là có hạn sử dụng. Nhưng mà tôi hỏi gì, ở thế gian này có cái gì không có hạn sử dụng hay không? Không có. Cái áo chúng ta đang mặc nó cũng có hạn sử dụng mà cũng không ghi. Tại sao có hạn sử dụng? Mình mặc một thời gian nó cũng phải mòn, nó cũng phải cũ, nó cũng phải rách. Thậm chí tôi biết nhiều người họ ngại mặc cái áo lần thứ hai. Cái giới nổi tiếng có gì, họ mặc đồ lần thứ hai người ta sợ mặc đồ cũ. Thì tất cả mọi thứ ngay trong quần áo chúng ta cũng có hạn sử dụng. Rồi cho tới cái cơ thể này nó cũng có hạn sử dụng. Xài giỏi lắm, xài vài chục năm thôi chứ. Ai mà tỏ dưỡng tốt, có nhiều phước thì cũng xài hơn trăm năm thôi chứ. Đâu có xài hoài. Tha hồ mình cúng tiền cho mấy ông mà ổng hứa là cúng cho tôi đi, rồi tôi tha hồ tôi kéo dài cái nhan sắc cho. Mà rốt cuộc thì nó cũng có hạn sử dụng. Rồi xưa xin thưa là những cái bạn kể, các bạn nói tình yêu, chúng ta yêu nhau trăm ngàn kiếp không thay đổi, đời đời kiếp kiếp. Quý vị có con, quý vị hỏi ba má quý vị là có cái vụ mà con yêu nhau đời đời kiếp kiếp không? Ba má đó nếu mà nói thiệt là sẽ cười, tụi bay ngây thơ quá. Nếu là quý vị nói tụi con lấy nhau, tụi con yêu nhau, con lấy nhau tụi con sung sướng. Quý vị thử quý vị hỏi ba má quý vị coi, có thiệt nha, má lấy ba má sướng không? Ba lấy má, ba sướng không? Nếu ba má nói thiệt quý vị nói, tao con lấy bả nó khổ gần chết, sướng gì đâu. Vậy mà mình cứ nghe thơ, mình cứ nghĩ cái tình yêu đó, nó đẹp hoài, nó là một màu hồng hoài, nó sẽ bền bỉ hoài cái thời gian. Tôi biết có vô số người khi còn yêu nhau, khi còn yêu nhau thề non hẹn biển, tới hồi lấy nhau rồi thì đó vẫn là một cặp vợ chồng rất là hạnh phúc. Người vợ chăm sóc chồng và chồng trách nhiệm với vợ, sống rất hạnh phúc. Rồi đến khi người chồng chết đi, người vợ rất là đau khổ. Quý vị biết tưởng tượng từ một người phụ nữ còn trẻ, còn nhan sắc, mà khi người chồng chết đi, trong vòng một năm thôi, đầu chuyển sang đặt cánh. Mà giả sử mà nếu mà không nhìn đứa con mà chết được là đã chết rồi, chết theo chồng được rồi đã chết rồi. Nhưng mà rồi thì sao? Qua năm thứ ba lấy ông khác, nó thờ thờ chồng cũ ba năm được rồi. Đời nó là như vậy, mình làm ra tài sản cho cố vô, mình có bà vợ cho đẹp vô, tới hồi mình chết rồi nhà mình người khác lấy, vợ mình người khác xài, con mình người khác xài. Tới lúc đó mình tưởng
là đó là của tôi, đó là vợ tôi, đó là gia đình tôi, nó là tài sản của tôi, nhưng mà tôi không biết nó có thời hạn sử dụng. Từ vật chất cho đến tinh thần, cho đến những cái giá trị mà mình xem nó là thiên nhiên, toàn bộ đều có hạn sử dụng. Thậm chí mình thương ba mình, thương má mình. Nếu bị thương ba, bị thương má thì nên nhớ ba má mình vẫn có hạn sử dụng, và tình thương mình dành cho ba má mình cũng sẽ có hạn sử dụng. Nói như vậy không có nghĩa là quý vị vô ơn. Nói như vậy cũng gì ý thức được rằng cái thời gian quý vị dành cho ba má mình cũng có nhiều. Rồi sẽ có một ngày ba má mình chỉ còn một nắm đất, mà mình cứ nghĩ ba má sẽ còn với mình hoài. Rồi sẽ có một ngày cái tình thương dành cho ba má sẽ không còn như bây giờ nữa đâu. Bây giờ quý vị thương ba thương má gì, nhưng mà sau này đó quý vị đi làm rồi, những bạn trẻ sau khi quý vị đi làm, quý vị sẽ không còn thời gian để chăm lo cho ba má gì nữa. Sau này mình lấy vợ lấy chồng rồi, mình sẽ không còn thời gian để chăm lo cho ba má gì nữa. Mà nếu như mà mình cứ nghĩ là cái tình thương dành cho ba má mình sẽ còn hoài thì nó sẽ tội nghiệp lắm. Yeah. Tất cả mọi thứ ở thế gian này đều có hạn sử dụng, cho nên trong thời gian sử dụng thì mình tôn trọng nó, mình có trách nhiệm với nó, nhưng mà mình không dính mắc nhiều với nó. Chúng ta thương ba thương má chúng ta, nhưng mà chúng ta phải hiểu chuyện ba má chúng ta không ở hoài, không ở đời của chúng ta được. Tất cả mọi thứ đều có hạn sử dụng, phải dám thấy rõ sự thật đó. Và cơ thể này, tất cả các mối quan hệ, tất cả những giá trị vật chất như tinh thần đều có hạn sử dụng. Quý vị phải hiểu gì đó. Và cuối cùng, dám thấy được sự thật này, chính bởi vì tất cả mọi thứ không có hạn sử dụng gây ra đau khổ. Khi nó biến hoại, khi nó không còn như cũ nữa, nó sẽ gây ra đau khổ. Vì vậy, nó không đáng để tôi xem nó là tôi, là của tôi. Nhớ, cho nên cái giáo lý vô ngã của Đức Phật nó rất rõ. Cái gì là vô ngã? Nó là cái mà mình không đáng để mình xem nó là tôi, là của tôi. Tại vì nếu như nó là tôi, là của tôi muốn nó đừng mất thì nó không được mất. Tôi muốn nó đừng thay đổi thì nó không được thay đổi. Tôi muốn nó còn hoài thì nó phải còn hoài. Nhưng chính vì nó thay đổi liên tục, nó gây ra đau khổ, cho nên nó không thể nào coi đó là tôi, là của tôi. Và ở cái thế gian, do duyên mà có rồi phải mất. Và nó không thể nào tránh khỏi cái nguyên lý là vô thường, khổ và vô nghĩa. Thấy rõ sự thật. Và cái người chiến sĩ còn một cái nữa là trên mặt trận, người chiến sĩ phải có khả năng nhạy bén, nhanh nhạy để có thể bắn được nhiều cái địch. Chứ còn mình cứ giơ xuống lên mình chậm về về mình ngon coi mình ngắm cái mũi họ bắn được cá nó chạy nó tiêu thì không được. Cho nên người chiến sĩ phải chiến trường, phải nhanh nhạy. Cũng như vậy trong giáo pháp, người chiến sĩ trong giáo pháp phải nhanh nhạy, cái ký phải nhanh. Nhanh để làm cái gì? Nhạy để làm cái gì? Để thấy được bốn sự thật. Thấy được bốn sự thật. Thứ nhất, thấy được cái sự thật là vạn vật cái đời nó đều là khổ, sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, xa thương phải xa là khổ, thích phải gần là khổ, thương phải xa là khổ, ghét phải gần là khổ, muốn không được là khổ. Tóm lại, có cái thân ngũ uẩn này chính là khổ, nguồn gốc của mọi đau khổ do cái thân này mà ra.
ông chồng ổng ghi lộn với bà vợ, ổng ghi quá ổng ghi ổng lại, ổng có buồn miệng quá hay không? Cái nguyên nhân khổ ngày hôm nay là do hồi xưa tôi lấy bà. Còn nếu như hồi xưa mình không lấy, nếu mà phải chi hôm nay đừng mưa, phải chi hôm nay đừng mưa em về, thì hôm nay tôi có khổ như vậy. Trước con mợ này về cưới được tưởng hạnh phúc, nhưng mà sau này mình phát hiện là bị bỏ đường mới là hạnh phúc. Đó. Có nhiều người nói chị nói với sư không hiểu sao con không cho nó chết, nuôi con mèo cũng chết, nuôi chim rồi cũng chết, nuôi con vợ rồi không thấy nó chết. Cái gì thế? Còn chúng ta phải thấy sự thật, vạn vật ở đời nó đều là khổ. Cái hồn chán rồi bỏ không được là khổ. Mình thích quá mình ở với họ không được đó là khổ. Và tại sao mình khổ như vậy? Sự thật thứ hai nguyên nhân của khổ là do chúng ta có thích, do quý ái chúng ta thích chúng ta mới khổ, không thích có gì khổ. Tại mình thương người ta nên người ta mình gần không được thành ra mình khổ. Cái hồn gần mình chán rồi mình muốn bỏ đi, cái muốn bỏ đi mà mình bỏ không được mình mới khổ. Chứ nếu mình không muốn bỏ thì mình đâu có khổ. Mình nhắc cái hình ảnh này, nhiều bà đó gả lấy chồng lấy phải người ngủ cung, chồng đánh nhà này ba cử đánh nhà ăn cơm gì đó, mặt mũi thì quý vị mà lên trang điểm cho nó đậm lên che đi những cái chỗ bị chồng đánh, bỏ không dám bỏ, mà nó không muốn bỏ, thích bị đánh. Mà nó thích bị đánh thì còn gì người ta ai thích bị đánh đâu. Nhưng mà lạ cái chỗ làm như không bắt không nhớ thì sao nhớ đòn không bỏ. Cho nên chính thì còn quý ái, mình phải có gan thấy thì sự thật, thấy là thể chúng ta còn thích là chúng ta còn khổ, chúng ta còn ghét là chúng ta còn khổ, thấy rõ. Và thấy rõ một chuyện, muốn được hạnh phúc thì chúng ta phải tránh được cái mình thích và tránh được cái mình ghét. Chúng ta bỏ được cái thích và cái ghét đi là tự nhiên chúng ta hạnh phúc, chúng ta không còn khổ. Cái người thế gian người ta nghĩ là tôi có được cái tôi thích thì nó là hạnh phúc, tôi tránh được cái tôi ghét nó là hạnh phúc. Nhưng theo Phật pháp, cái người hạnh phúc là người không bị chi phối bởi cái thích và cái ghét của mình, nó mới hạnh phúc. Tôi đi ngang tôi nhìn thấy cái áo đẹp, mặc dù có tủ tôi hết tủ dưới rồi nhưng mà nhìn áo mê quá, mà tôi lại không có tiền, thành ra tôi làm mọi cách làm sao đó tôi mượn tôi vay tôi trả giá như thế nào đó để tôi có được cái áo đẹp. Nhưng mà cái người hạnh phúc là người không bị chi phối bởi cái mình thích và cái mình ghét thì đó chính là hạnh phúc. Và cuối cùng đó là chúng ta thấy được đúng con đường dẫn đến cái chuyện chúng ta đạt được cái sự hạnh phúc đó. Cái con đường dẫn chúng ta đi đến cái chuyện chấm dứt đau khổ, chấm dứt thích và ghét, đó là gì? Nó là bát chánh đạo, nó là thức giác chi, nó là tứ niệm xứ, nó là tứ chánh cần, nó là ngũ căn ngũ lực. Tóm gọn lại, nó là 37 phẩm trợ của người. Quý vị tu cái kiểu gì sư không biết, quý vị theo tông theo môn theo phái nào sư không được biết, quý vị theo thờ ông này ông kia sư không được biết. Sư chỉ cần biết nếu như quý vị tu mà lệch ra khỏi 37 phẩm trợ bồ đề, chắc chắn quý vị không thể thoát khỏi đau khổ. Đơn giản vậy thôi. Muốn hết đau khổ thì chúng ta phải tu theo 37 phẩm trợ bồ đề, trong đó có tứ niệm xứ.
Cho nên một người chiến sĩ ở trên chiến trường, họ có thể giết được kẻ địch, nó là thành công. Người chiến sĩ trong Phật giáo, họ có thể giết được phiền não, nó là thành công. Mục đích cuối cùng của người chiến sĩ là chiến thắng trở về. Mục đích của người học Phật là chiến thắng, không còn là phàm nữa. Ai giỏi thì phát đại Bồ Đề Tâm thành một vị vô thượng chánh đẳng. Cho nên đã mỗi người chúng ta sống trên mảnh đất anh hùng, mỗi người chúng ta là một người chiến sĩ ở ngoài đường và chiến sĩ ở trong tâm. Thắng chính mình chính là chiến thắng cao thượng. Và xin mong rằng quý vị sẽ phát huy tinh thần của cha làm một người chiến sĩ bảo vệ nhân cư và người chiến sĩ bảo vệ chính mình. Mong là thời khắc này mang lại lợi lạc cho quý vị. Mong là thời khắc này giúp quý vị có được niềm tin, thấy được chánh pháp, giữ được mình, bảo vệ được chính mình và bảo